we sail a little bit high. tôi hát dây ra nơi hãy đến với em đêm này, hãy đến đây, đến đây đến với em đêm này vô. Hãy đến đây đến với em đêm này vô. Hát đi mẹ vô vô. Đó này chậm tiêu quá. Cái từ lúc cũng tôi lên nè đời đã lúc mà tôi mấy cái nói gì tình màu. Chủ nhân đầu tiên kia là 6, 20, số 1. Có 1, 15. Có 2, 37. Có 3, 2 con số 5. Đầy đủ. Hợp lệ chủ nhân đầu tiên và chủ nhân thứ hai số 1. Nhất chương trị 15. Nhị thiên đường 37. Tam tông miếu 2 con số 5. Tứ đại mỹ nhân. Và trong này đều có 2 chủ nhân may mắn nha. Chúng ta nhận trước mắt là một gấu nhỏ và một phần nước của nhà tài trợ Kim ơi. Và chúng ta sẽ được đến với chương trình là quay số. Ai lớn nhất chúng ta sẽ được nhận qua gấu lớn, và lớn gì chúng ta nhận qua tài phẩm y nguyên đang cầm trên tay. Và bây giờ tiếp tục ủng hộ chương trình lại mới với tiền vẫn là 10.000 đồng nha anh chị nha. Mày với chị ra khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi con cũng hơi vơi. Anh nhìn ngang từ xuống đi em bên băng người anh tên đi xuống đi. Bán nghĩa cho tôi quả đó kìa. Nào ơi nè, trời ơi nó tiếp khách mà nội lỗ lỗ. Đưa nhé cho quân quả kìa. Hên nhé luôn dòng loại bao số gì đây, hai gì đây, hai gì đa, cái hai gì đa, hai gì đa, hai gì đa. Trời mưa lâm râm 25, 25, 25, 25 còn 25, 25 còn người gì đây, còn ba gì ra, ba gì ra. Tôi xin dâng vòng tay gọi mừng người xin đừng ép làm tiếng cái nghẹn ngào. 36, 36 bà giải 36 cái mê đào quá. 36, 36, 36, 36 số gì đây, số gì đây. Nắng ở Tây Nguyên nắng xuyên vào quảng chỉ nắng mới vào cảnh lửa xưa với cây lửa thiên mắt mới đẹp nhưng vẫn Nam mà là nắng nắng gà đi thẳng vào xuống với bà nhà trai nắng mới đẹp nhưng vào con ra mà nắng đi nắng đi mãi đi tới thành phố Tây Ninh. 59, 59, 59 còn 59, 59, 59, 59 số gì đây còn nằm gì đây đang gì nữa số gì đây đây gì đây ra quay thân sống như em bỏ anh rồi ba má hỏi biết làm sao. Em bỏ đi rồi con nói đổi đến sau đây. Bạc bài bao lâu nay em bán trâu bán bò, dù trèo qua thâu đêm cơm cháo trắng bàn tay. Em hãy vui đùa sao cho bỏ lòng em. Em thời trăng qua, chiều về ai bên nhau không muốn vui gia đình, mà lòng anh thêm đau không biết phải làm sao. Con 16, con 16, con 16, con 16, con 16, con 16, con một gì ra, một gì đây, một gì ra, cái đầu mình cậu người nhắm nhát một 18, một 18, một 18 là tâm kia cờ hơn. 18 đó cái chủ nhật may mắn nhất rồi, lên đi em. Còn về tiền bạc tính sao rồi? Dạ bây giờ ai đọc vậy đâu được. Dạ bây giờ dòng loại đặc biệt nha anh chị nha. Dạ biết rồi, người đàn bà có hơi. Kia là 702. Rồi con cầm đợi cô tí xíu nha. À con số 48. Đã có 1 55. Bà giải 36 có 3. Con ông 16 có 4. Chồng biết trơn rồi. Thầu 7 gì? À không, em biết lâu rồi. À 703. À 48 có 1, 16 có 2, 36 có 3, độc đắc rồi 55 đủ. Cậu ơi biết trên luôn. Dạ cái từ bây giờ dòng này đã có 2 chủ nhân may mắn nha. Chúng ta theo cái này trò chơi chúng ta sẽ được bắt đầu. Em biết 55 là con gì luôn á? Con gì? Con chuột. Cậu con chuột bà nội ơi. Dạ dòng lời đặc biệt nha. Mua 1 vé tặng 1 vé và mỗi tờ là vé một loại đặc biệt chúng ta là ủng hộ 20.000 đồng. Và tặng phẩm chúng ta nhận qua là một chiếc TV Asenio 40 inch màn hình LED và chỉ có một vòng loại này thôi. Con chạy dưới đó vậy, con lên đây con quay banh nữa nè đó. Và trong loại đặc biệt chỉ duy nhất trong loại này chúng ta được mua 1 vé tặng 1 vé, và vé tặng chúng ta được ghi cái chữ tặng, chúng ta nhìn vô ở bên cánh phải ở góc đầu tiên ở trên hết đó, chúng ta sẽ thấy được cái chữ tặng là chúng ta giữ lại nha. Dòng loại cuối cùng chúng ta lấy tờ vé nó ra, chúng ta dò số nhận qua tặng phẩm top đôi là 2 con gấu.